Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 với hàng loạt tàu phải nằm bờ, thì những ngày này trên Vịnh Hạ Long, các tàu du lịch đã tấp nập hoạt động đón khách trở lại. Để kích cầu du lịch, thì các đơn vị doanh nghiệp và ban quản lý Vịnh đã tung ra hàng loạt chương trình, sản phẩm mới để níu chân du khách. Ngay sau khi biết tin du lịch mở cửa trở lại, địa điểm đầu tiên mà chị Tố Quỳnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn là Vịnh Hạ Long. Sau thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh, được trải nghiệm không gian trong lành của di sản thiên nhiên này, với chị, những mệt mỏi lo toan thường ngày dường như đã tan biến. Đây là lần đầu tiên chị đến đây thì chị thấy quang cảnh rất là đẹp và tạo ra một cái tâm lý rất là thoải mái cho mọi người. Mọi người tới rất là enjoy cái chuyến đi hôm nay. Thực sự đây nó là một cái điều rất là mong mỏi của không những cá nhân tôi mà là rất là nhiều người trong nước và cả quốc tế. Đến đây là quả thật là tuyệt vời. Cũng mong là cái này nó có thể là từ đây trở lại được cái bình thường như trước cái thời Covid ấy. Không chỉ có du khách nội địa mà thời điểm này Vịnh Hạ Long cũng đón đông đảo du khách quốc tế đã tham quan được nhiều địa điểm tại Việt Nam. Với du khách người Tây Ban Nha này, Hạ Long để lại trong ông nhiều ấn tượng. Tôi đã tham quan được rất nhiều địa điểm như Đà Nẵng, Hội An và bây giờ là Hạ Long. Tôi thực sự ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Du lịch Việt Nam thực sự tuyệt vời. Các bạn may mắn khi được sở hữu những địa điểm đẹp như vậy. Để chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách, từ nhiều tháng nay, các chủ tàu trên Vịnh Hạ Long đã sửa sang, bảo dưỡng duy tu lại tàu, đào tạo, tuyển dụng mới nguồn nhân lực. Nhờ thế, đến thời điểm này, các tàu đều hoạt động trở lại với 50-70% công suất. Để chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới và cao điểm hè, các doanh nghiệp cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, tăng tính trải nghiệm cho du khách. Để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như kích cầu thu hút khách, chúng tôi đã đầu tư mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, trong đó có hải trình kết hợp với thiền để nâng cao sức khỏe, hồi phục các di chứng hậu COVID-19. Sắp tới, chúng tôi cũng cho ra mắt siêu du thuyền nhà hàng với sức chứa gần 400 du khách. Để kích cầu cũng như níu chân du khách khi đến với Hạ Long vào mùa hè này, 30 con tàu du lịch sẽ được tham gia hoạt động của phố đêm tại Vịnh Hạ Long. Đây hứa hẹn là bước đột phá cho loại hình du lịch về đêm tại Quảng Ninh. Bên cạnh việc đưa ra các sản phẩm mới, các hoạt động đảm bảo an toàn phòng dịch cũng đặc biệt được chú trọng. Chúng tôi cũng đã trang bị tất cả những cái điều kiện để phòng chống dịch bệnh, các phương án để phòng chống dịch bệnh trên biển tại các điểm tham quan. Và chúng tôi cũng đã test nhanh cho 20% viên chức lao động trong mỗi ca đổi ca để mà sàng lọc COVID. Theo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, từ đầu năm đến nay, nơi đây đón hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế. Riêng trong ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 vừa qua, Vịnh Hạ Long đón 12.000 lượt người, con số kỷ lục trong gần 2 năm trở lại đây. Thưa quý vị, những đoàn khách thì tấp nập ra vào thuyền và bến tàu thì cũng đã tấp nập hơn. Điều này cho thấy du lịch Quảng Ninh đã chính thức hồi phục sau 2 năm chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh.